Nhân kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã diễn ra triển lãm Quỹ bảo tồn văn hóa của Đại sứ Hoa Kỳ, hai thập kỷ hợp tác với Việt Nam. Triển lãm giới thiệu hình ảnh về những dự án bảo tồn di sản văn hóa do Quỹ bảo tồn di sản văn hóa của Đại sứ Hoa Kỳ AFCP tài trợ tại Việt Nam từ năm 2001 đến nay. Trong suốt 20 năm qua, nhờ sự hỗ trợ tài chính của Quỹ bảo tồn di sản văn hóa của Đại sứ Hoa Kỳ, 16 bảo tàng và di tích tại Việt Nam đã được bảo tồn và phát huy giá trị. Sự giúp đỡ quý báu ấy đã góp phần thắt chặt giao lưu văn hóa và củng cố tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Tôi cảm thấy rất tuyệt vời khi được tham quan những dự án mà Quỹ Bảo tồn Di sản Văn hóa của Đại sứ quán Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho Việt Nam trong việc giữ gìn và bảo tồn những di sản. Tôi rất tự hào khi được đóng góp một phần trong việc thúc đẩy hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Cũng trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm hai thập kỷ chung tay bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam, hội thảo Việt Nam và Hoa Kỳ nỗ lực chung bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam cũng được tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm triển khai các dự án AFCP đã và đang thực hiện tại Việt Nam, góp thêm ý kiến về công tác bảo tồn di sản văn hóa trong đời sống. Bên cạnh đó, hội thảo mở rộng thảo luận về mối quan hệ hợp tác trên nhiều phương diện trong nhiều năm giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong bảo tồn di sản văn hóa và thúc đẩy các cơ hội hợp tác và đối tác trong tương lai. Mục tiêu của chúng tôi là mong muốn hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam, không chỉ là văn hóa vật thể, mà còn là các văn hóa phi vật thể. Chúng tôi luôn luôn lắng nghe các đối tác Việt Nam để chúng ta có thể chung tay cùng nhau thực hiện mục tiêu bảo tồn và phát triển văn hóa. Và chúng tôi cũng quan điểm là cái quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ nó không chỉ là vấn đề chúng ta tranh thủ được một cái nguồn lực để mà dành cho cái việc trùng tu di sản, mà chúng ta còn củng cố cái mối quan hệ, từ đó có cái quảng bá cái văn hóa di sản của chúng ta đối với một trong những cái quốc gia hàng đầu trên thế giới. Quỹ bảo tồn văn hóa của Đại sứ Hoa Kỳ được thành lập nhằm hỗ trợ các dự án bảo tồn trên nhiều loại hình di sản văn hóa tại các quốc gia đang phát triển. Kể từ năm 2001, AFCP đã hỗ trợ hơn 1.000 dự án bảo vệ và bảo tồn di sản văn hóa trên toàn cầu.